Ok, chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ đi troll một tí nha anh em này. Hôm nay thì mình sẽ dắt một cái cây cây súng bắn mù nha anh em. Mình sẽ vào mình troll thôi, nói chung thì troll là chủ yếu anh em ạ. Bắn thì ít thôi, thành hero rồi chém anh em ạ. Hôm nay thì đi với nó thì mình có cầm thêm một cái kiếm Taracondo nha. Kiếm nhặt, nói chung thì cái kiếm này chọn một phát có thể là phóng dài đã được đó anh em ạ. Đấy, cây này thì mình cũng đã làm rồi anh em ạ, có review rồi. Nay thì xếp vào troll này, đó, trắng sáng hết cái anh em ạ. Nói chung là sơn như mấy con zombie nó màu trắng hết nha anh em. Nói chung là cái cây này mà anh em dắt vào bắn, mấy anh em chơi cùng mình á, rất là ít chế anh em ạ. Nói chung là nó cứ choáng choáng biết y như là quả bom choáng vậy anh em ạ. Mù trắng xóa luôn nha anh em. Đấy, thanh niên nào mà bị nhiễm là coi như là nó trắng quá nguyên cả một ván chơi anh em ạ, khá là khó chịu nha. Nó thì dắt vào thì coi thử có anh em nào phản ứng gì không nha. Cái kia gì mà vào thành hero rồi này, thành hero rồi thì cứ đi chém thôi, không dí anh em ạ. À, thanh niên mới vào nè, trời vậy mà hụt kìa, thêm lại phát nữa thôi. Thanh niên zombie chúa làm việc cũng khá là ok đâu ạ, cứ dí mình mãi thôi. Thế nào thì nó không có giống như bên kia, nên là thành ra là lên chỗ đó phải nhảy qua bên nha nè. Đấy, này thì zombie chúa nè, một nhát rồi đó ạ, còn một cái nhát thường nữa thôi. Coi nó chạy đi đâu, này hụt á, này thì đi luôn nè. À, zombie còn hai em nữa thôi anh em ạ, chạy thôi. Hero kia chắc nó trốn luôn rồi anh em ạ. Còn chưa được nửa cai, nó đứng ở đây kia luôn à, không trợ giúp gì trơn. Rồi xong một dáng nha anh em. Đấy, dáng thứ hai rồi troll tiếp nha nè. Cái ván lúc nãy chưa kịp gì là mấy thanh niên chết cả trơn rồi anh em ạ, thành hero luôn. Đấy, anh em thấy không, nó trắng bóc luôn anh em ạ. Thanh niên kia dính rồi hay sao ấy, thấy cũng hơi lao lao ấy, mấy thanh niên nó hơi lao lao rồi đâu ạ, này trắng bóc luôn này đấy. Anh em để ý một chập là mấy cái con này nó không hết luôn anh em ạ, nói chung là nó cứ trắng hoài vậy đó nè. Vô bị chúa này nè đấy, tới chết nó vẫn còn trắng anh em ạ. Ôi cái thằng ninja này cũng dạ nè, anh em giác vào ấy, cái con này nó vẫn trắng đâu. Đấy, nó cái người mới nào phát ra cái màu trắng như vậy là có nghĩa là nó đang bị mù anh em ạ. Nói chung là mù khó chịu lắm. Anh em nào mà chơi mà phòng có một thanh niên nào mà chơi cây này là rất khá là ức chế. Ui mắc hả, nhặt lại chứ. Lạ là tiếp tục đi con nhé. Đấy, trắng nè, mù nè. Dán này thì hơi bị ít vôn, chỉ có ba con thôi. Cái này zombie hành anh em ạ, nhưng mà không sao, mình sẽ giúp zombie nha. Đấy, cứ trắng như vậy là chiến binh nó không thấy đường, nó chạy zombie nó cào thôi. Rồi có mấy thanh niên nó bảo là nè, thằng nào chơi trắng nha, cái gì dài nữa chứ. Đấy, trắng này thì khá là ức chế nha nè. Đấy, từ từ anh em sẽ được choáng anh em ạ. Thanh niên nào cũng có phần hết. thanh niên bị trắng xóa nhảy luôn rồi anh em kìa. Đó nè, nó cái mà cái thằng kia ấy, cái thằng gì đó. Cái tên đó hơi bị khó. Vừa mới hết mình kích lại một phát này cái trắng lại rồi. Rồi cái con V4 này nè, cái con zombie chúa nó trắng mãi luôn anh em ạ. Đây bên kia bên thuộc hàng coi như là thất thủ rồi. Làm gì đây, chả nói làm gì đó mà căng. Rồi thành hero rồi nè, này nè, chả nói hai ui chồng ba thanh niên không dám lây nha em, sợ lây mình phức đào. Rồi nhập vô hết đây, lên đà thì cứ chấp hết anh em ạ.
Ôi trời ơi, con zipper này mà nó vào rồi. Hình như nó thoát luôn rồi. Thoát cũng khá khá đấy. Chưa gì mà anh em thoát sạch luôn em ạ. Rồi. Mới vào thì quả đóng rồi đó em ạ. Chết rồi, không kịp anh em ạ. Đang tính chạy vậy đó em ạ. Vào đông quá. Đây, lại tiếp tục cái cuộc hành trình nha. Đấy, tắm trắng cho mấy anh em này, anh em ạ. Thấy đen quá nên là tắm cho trắng. Đấy, đặc biệt có thanh niên ninja nè nè. Chứ còn zombie nó đứng bên cạnh luôn rồi đó em ạ. Thôi chạy thôi. Để trên cao này và bắn súng nha. Rồi. Trắng chưa? Để xem mấy cái con này nó không trắng ta. Chưa gì zombie nó lên nè. Trời, cứu hồn anh em ạ. Rồi hero luôn rồi nè, các bán này chưa kịp làm gì rồi anh em ạ. Đấy, làm gì căng nè. Lại tiếp tục lên trên này á. Trời, thấy thanh niên này AFK tính chạy qua múc mà vừa mới chạy qua thanh niên chạy mất tiêu rồi. Rồi, chạy rồi. Múc mình mất 2000 máu rồi. Có một thanh niên dí rồi, chạy rồi. Chạy mà cũng cào được mình một phát rồi đâu ạ. Bên này thì mấy zombie bên này chạy nhanh lắm rồi đâu ạ. Nó gờ một phát nó chạy khá là nhanh luôn nha. Ảo chưa? Chưa, còn 30 máy dài nữa thôi, còn có 1.300. Ráng sống sót tới giây phút cuối cùng nha nè. Ba con zombie nữa thôi. Ý, trời ơi. Vậy mà nó không giống lên đai rồi đâu ạ. Nhử nó lên mà nó không giống lên. Thế thì chết nhá. Rồi hết thời gian luôn rồi. Mấy giây nữa thôi. Số đề chức quyên. Đấy, giờ mình sẽ bấm cho nó trắng sớm luôn nha nè. Cho nó được lao anh em ạ. Nếu như mà anh em xài cái khẩu này á, mới vào thì anh em cứ được bấm là anh em bấm luôn nha. Đỡ thanh niên kia choáng lao lắm. Đấy. Không, anh em thấy mấy thanh niên choáng lao không? Hình như là anh em đổi bán choáng xong cái anh em đổi á thì nó bán nó choáng khá là lao nha. Choáng xong rồi cái đổi lại vũ khí nào ạ. Hoặc là bom anh em ném là nó sẽ xoáng nha. Đấy, thanh niên đứng ở đằng cột trắng xoáng luôn anh em kìa. Rồi có cái giáp luôn rồi này, ngon sơ à. Này mà ta phòng cái chân ba thanh niên mà cầm cái khẩu này thì thôi luôn, trắng bóc cả phòng như hát luôn anh em ạ. Nhìn cái gì trắng nè, nhìn cái gì mà nhìn. Đấy. Nên chưa kịp trắng là đã chết rồi. Cái thằng này dễ bung rồi ta. Đây này tròn mấy thanh niên này chỉ vui anh em ạ. Thanh niên kia biết mình cầm cái khẩu này rồi hay sao mà cứ thấy qua nhìn mình biết anh em ạ. Đấy, mấy thanh niên đứng bắn coi chừng nó nhả lên nó cào trống dở. Ôi, thanh niên kia không chạy vậy. Không chạy thế thì chết rồi. Đấy, mà niệm trợ đấy.
trợ trắng bóc luôn à đấy. Với zombie nó giờ nó chạy ra chơi rồi đâu ạ. Rồi thì trắng nè, trắng này chắc là không có hero rồi. Rồi, thôi clip của mình tới đây dừng lại nha anh em. Chào tạm biệt tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nha anh em. Bye bye tất cả anh em nha.